mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và tốt đẹp. Hôm nay Heo chia sẻ một món bánh tuổi thơ, một món bánh cực kỳ giòn ngon thơm béo, đó là bánh mì que, bánh mì tí hon. Món bánh này đã theo chân Heo suốt quãng đời tuổi thơ của Heo khi Heo cấp sách đến trường. Và đây là tất cả nguyên liệu của Heo nè. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với Heo nha. Trước tiên, Heo cho vào thau 2 trứng gà. Đây là trứng gà công nghiệp nhỏ, Heo cân được 100g. Nếu như mà nhà mình á có nuôi con gà mái dầu á, nó đẻ trứng hơi nhỏ nhỏ thì mình làm 3 trứng nha. Rồi bây giờ Heo sẽ khuấy đều ra cho lòng đỏ và lòng trắng á nó thật là mịn lại. Trứng gà đã được đánh mịn rồi, giờ thì Heo sẽ cho vào một xíu xịt xíu muối tương đương với 1/10 muỗng cà phê, và Heo cũng sẽ cho vào 2 muỗng cà phê đường cát. Nếu mình thích ăn ngọt hơn thì mình cho 3 muỗng đường nha. Tiếp tục, Heo cũng sẽ cho vào đây 3 muỗng canh sữa đặc có đường. Heo cho thêm sữa đặc có đường sẽ giúp cho bánh thơm béo và ngọt đậm đà. 3 muỗng canh sữa đặc này tương đương với 40g. Đường bằng muỗng, cho các bạn mình không có cân á, mình sẽ dễ lường dễ làm nha. Heo sẽ vét hết phần sữa dính vào chén nè. Sữa thì mình không nên lãng phí một giọt nào hết. Và đây là bơ thực vật, Heo sử dụng thương hiệu là bơ Tường An. Này thì rất là thơm ngon, mình dành làm bánh á, sẽ ngon lắm. Bây giờ Heo sẽ cho vào đây 1 muỗng canh vung, tương đương với 40g. Bây giờ Heo sẽ dùng cây trộn bột để mà mình đánh đều cái phần bơ cho nó tan ra hết. Xong rồi Heo sẽ khuấy đều tay cho bơ, đường, sữa, muối hòa lẫn hết vào trứng. Tiếp tục, Heo cho vào 60g bột mì đa dụng. Bột mì đa dụng loại nào mình dùng cũng được, cũng ngon hết nha. Một muỗng vung như vậy á là 12g. Heo lường cho cả nhà xem 5 muỗng vung là 60g. Còn nếu như mà cái muỗng á ngang chừng chừng á là tầm 10g hà. Còn đây là 120g bột năng, Heo cũng sẽ lường bằng muỗng cho cả nhà xem rõ hơn nha. 120g tương đương với 10 muỗng. Thứ 5. Muỗng thứ 6. Thứ 7. 8. 9 và phần còn lại ở trong chén là một muỗng vung nữa. Rồi, Heo đã cho bột năng vào, giờ bột mì vào xong hết rồi. Bây giờ thì Heo cũng sẽ trộn đều lên, cho bột nó thấm hết vào trứng, sữa, đường và bơ nha. Heo trộn một tí xíu thì phần bột của mình đã có kết dính lại như vậy và tạo thành một khối rồi. Cái này thì Heo sẽ nhồi bột bằng tay để bột của mình nhanh mịn hơn. Cái bao tay nó hơi rộng nên Heo nhỏi nó cứ dính nhẹo nhẹo, nó cứ tuột ra hoài hà. Nãy Heo quên lấy cọng thun cột lại nữa. Rồi bột á Heo nhồi được một tí xíu à, chưa được 5 phút thì lúc này bột cũng đã rất là mịn rồi nè. Heo lấy lên một miếng bột cho cả nhà xem nha. Bột không còn dính tay nữa và rất là mịn luôn. Heo bóp bột mỏng ra nè, nó rất là mịn rồi. Rồi bây giờ nhồi bột thêm một tí xíu nữa và Heo sẽ để bột ở đây và mình chuẩn bị để tạo hình cho bánh nha. Heo cho ra cái mâm một tí xíu bột năng để mà mình lót bột làm bột áo, để khi mình nắn bánh để lên á nó sẽ không bị dính và tay của Heo đã vệ sinh rất là sạch rồi. Vo bánh này thì không thể bao tay được, mình chỉ sử dụng cảm nhận từ lòng bàn tay của mình vo bánh thì bánh mới ngon mới đẹp. Vo bánh thì dễ lắm, chỉ cần bắt một cục bột vừa rồi cứ vo cứ xe là bột nó tạo ra thành hình cái con bánh mì này nè. Heo muốn tạo hình một lúc như vậy, lát nữa mình để vào mình chiên một lúc nó sẽ đều ngon hơn. Còn nếu như cả nhà không muốn làm như vậy á thì mình bắt chảo dầu nóng lên, xong rồi á mình vo được mấy con mình thả vào mấy con, như vậy cũng được nữa. Mình nắn cái sợi bánh mì này á cái độ rộng tầm khoảng ngón tay út của mình thôi là vừa rồi, và độ dài tầm khoảng 10cm
Như vậy tí nữa bánh của mình nó nở ra rất là vừa ăn và đẹp mắt. Heo làm được cái bánh mì tí hon thứ tư rồi nè. Giờ thì heo sẽ làm hết phần bột của mình luôn. Đây là bánh, heo đã làm được 2/3 bột rồi, nhưng đầy mâm rồi. Giờ heo chuẩn bị đi chiên trước. Heo cho vào chảo, luộn dầu á, miễn sao cho nó ngập cái bánh là vừa rồi hà, không cần nhiều quá đâu. Rồi lúc này heo mở lửa vừa và heo sẽ dùng đũa, thấy đũa của mình sôi như vậy nè, là dầu của mình đã vừa nóng rồi đó. Bây giờ thì heo sẽ cho bánh vào chiên và mình chiên bánh này á, mình sẽ chiên lửa ở dưới trung bình nhưng trên mức nhỏ nhất. Tại vì lửa nhỏ quá sẽ làm cho bánh của mình tan rã, và nếu như mà lửa lớn quá làm cho bánh của mình nhanh khét vì bên trong nó không chín. Cả nhà xem, bánh mì tí hon của heo á, bây giờ nó đã bắt đầu nứt bụng ra rồi nè, y chang như cái ổ bánh mì lớn của mình luôn. Nhưng mà không cần phải rạch như là làm bánh mì lớn. Nè cả nhà xem nè, bánh của heo rất là vàng và ở chính giữa nó có một cái đường bung ra như là mình rạch vậy đó. Nhìn rất là giống ổ bánh mì luôn. Và khi chiên bánh này á, mình chiên vàng thì bánh mới giòn, mới xốp bên trong nha. Chiên vàng cảm thấy vừa mắt của mình là được, và đừng có để cho bị khét. Bánh đã bắt đầu vàng rồi, bây giờ heo chuẩn bị lấy bánh ra. Heo có chuẩn bị bên đây một cái rổ nè, heo vớt bánh ra để cho bánh nó rõ dầu xuống. Rồi bây giờ lần lượt heo sẽ lấy những cái bánh vàng trước ra trước. Cái bánh mì nào á nó cũng đều nhau hết á, và nhìn cái bụng nó ú tròn và nó nứt ra nhìn rất là ngon luôn. Vớt bánh ra mình thấy bánh vẫn còn sôi một tí dầu, nhưng mà cả nhà yên tâm đi, bánh không có động dầu bên trong đâu, nó ráo trơn hả. Rồi bây giờ heo sẽ chiên hết phần bánh còn lại nha. Và đây là tất cả bánh heo đã chiên chín xong hết này nè. Bây giờ heo sẽ lấy ra một cái bánh để cho cả nhà xem, bánh ú tròn, bụng thì nứt căng luôn. Bây giờ heo sẽ bẻ bánh ra cho cả nhà xem độ giòn nha. Bánh giòn bên ngoài và xốp rỗng bên trong nè, nhìn rất là ngon. Heo mời cả nhà thưởng thức bánh với heo nha. Cảm nhận khi mà cán miếng bánh đầu tiên vô, cái vỏ bánh bên ngoài nó giòn rộp rộp luôn, bên trong á thì cũng có cái độ giòn xốp nhẹ. Và đặc biệt hơn, bánh rất là thơm, mùi bơ, mùi trứng, sữa và rất là béo nữa. Đây là một món bánh tuổi thơ mà heo thường bắt gặp ở trước cổng trường, những cô, những dì gánh cái gánh hàng rong á, và treo lủng lẳng những cái túi bánh mì, gói nhỏ thì 200, gói lớn thì 500. Và đặc biệt á, món bánh này á, là một cái món bánh ăn chống đói cực kỳ ngon và rẻ á. Có một kỷ niệm heo nhớ hoài luôn liên quan tới món bánh này nè. Hồi đó đi học á, nhà nghèo lắm, mẹ chỉ cho 200 đồng thôi hà, vừa phải ăn bánh vừa phải uống nước luôn để cho qua một buổi học. Nhưng mà heo dành hết 200 đồng này mua gói bánh mì để mà mình ăn chống đói. Rồi phần nước á, thì đi về dài đường á, mình có thể xin nước mưa của người ta, như vậy cũng ổn lắm. Nhưng mà vào lớp, giờ ra chơi á, heo mở bánh ra 200 đồng á, thì được có 6 que hà. Heo mới ăn có que đầu tiên, còn lại 5 que. Cái mấy bạn á, mỗi bạn á, một người lấy một que, ăn hết trơn à. Trong lòng buồn lắm, muốn khóc rồi. Tại vì biết á, mình hết bánh rồi, mình sẽ bị đói, mình không biết đi về có nổi không nữa. Nhưng mà một tí xíu sau á, các bạn á, lấy từ sau lưng ra, mỗi một bạn một gói bánh, tặng ngược lại cho heo. Lúc đó heo vui lắm, heo muốn khóc luôn á. Và đó là lần đầu tiên heo được bạn tặng nhiều bánh như vậy á. Nếu như mà ai đã từng có những kỷ niệm đẹp như heo thì bây giờ cũng đã lớn và trưởng thành và có công việc ổn định rồi. Hy vọng heo chia sẻ món bánh mì que tuổi thơ hôm nay sẽ giúp cho cả nhà có thêm một món bánh thật là ngon để gia đình mình thưởng thức và gợi nhớ về tuổi thơ. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thương heo, thích video, xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với món bánh tuổi thơ giòn ngon thơm béo nha.